các bạn nha, hiện tại đây này, hiện tại tôi đang ngồi ở quán bia Hà Thành Quán các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ đang là tầm 3:30 chiều thôi các bạn ơi. 3:30 chiều thôi nhưng mà quán Hà Thành Quán đã hiện tại đang quay 3 con chó quay các bạn này. Ôi, đây là thêm một con nữa các bạn này. Thấy chưa? Đấy, thêm một con mới cứng ở đây. Đấy, ôi rồi. Con này con thứ tư nhá. Ôi ôi, đây ra hai con liên tục các bạn này. Hai con thêm một con. Ôi rồi. Các bạn nhá, đây ra hai con này. Còn hiện tại bên này còn đang quay một con nữa đây các bạn này. Đấy, thấy chưa? Ui, hôm nay đó, hiện tại đây các bạn ơi. Đây quay hai con đây ra hai con luôn. Ừ. Đó, giờ hai con đẹp lắm. Hôm nay bác quay mấy con? Ngày hôm nay à? Mà ngày hôm nay là bác quay mấy con chó này? Sáng một con rồi, chiều mấy con? Chiều nay hiện tại là có 4 con rồi. Nhưng mà nếu hết lại tiếp tục luôn. Đấy, giờ hiện tại mình đang nhìn thấy là tổng đây là trên đây là 5 con rồi, còn tiếp tục hay không thì đúng rồi. Sẽ tiếp tục buổi chiều, căn cứ vào buổi chiều nhá, nhá nhá. Đấy các bạn không? Đang làm hiện tại là có 2 con chín. Chiều nay nó quay được 4 à 5 con các bạn ạ. Trong kia có 1 con kìa. Khiếp. À đây đây. Con này bắt đầu vào và gia vị. Đấy. Con này thì vừa mới vào lò đấy các bạn ạ. Đang chờ. Thì hiện tại là giờ chưa chặt, một lát nữa chặt luôn bây giờ.